Sau nhập xin chào các bác, em lên sóng phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông. Đây là cái mẫu máy lọc khí huyền thoại các bác ạ. Bên em bán số lượng thì không biết là bao nhiêu con rồi. Cái chiếc này thì tại sao mà bán nhiều? Vì nó sở hữu cái công nghệ lọc rất là hiện đại mà giá thành đến thời điểm này thì nó cũng rất là rẻ. Đấy, như năm ngoái trên 4 triệu, năm nay thì bây giờ chiếc này 2 triệu 3 các bác nhé. Chiếc này 2 triệu 3 thì các bác sánh hoàn toàn công nghệ với những cái chiếc máy Daikin đồng hồ những cái mẫu mới này. Đây các bác. Công nghệ nó sánh ngang với những cái mẫu mới này. Đấy. Cho nên là cái giá thành của nó đây các bác này. Đấy. Cái hệ công nghệ của con này các bác nhá. Đây các bác nhìn này, hai cột tĩnh điện này. Tất cả mọi thứ này. Đây là cái con Daikin hộp mẫu mã mới gần như nhất của Daikin. Đấy, chiếc này hiện tại màu cà phê thì bán là 3 triệu 9 nhé. Thì em so sánh các bác sang cái chiếc máy đồng hồ vuông này. Tại sao cái chiếc này bán chạy? Đây. Đây. Đây các bác nhìn chưa? Hoàn toàn công nghệ hai cột lọc tĩnh điện. Màng hiên tất cả dùng chung nhé. Từ lưới bên ngoài, màng HEPA, than bên trong, hai cột tĩnh điện, timer, tất cả đều dùng chung giống hết mẫu này. Đấy. Đây nó chỉ cải tiến mẫu mã thôi. Cho nên là cái mẫu đồng hồ vuông này em bán rất là chạy. Vì sao? Vì giá thành bây giờ nó có 2 triệu 3 các bác nhé. Bảo hành 1 năm. Đối với nắp điện 220V rồi. Nó chỉ khác nhau mỗi mẫu mã và đời một chút thôi. Con kia thì sản xuất sau con này một vài năm. Đấy. Con Daikin đồng hồ vuông. Mẫu này 2 triệu 3 đầy đủ full tính năng. Bằng điều khiển cũng y hệt như ở trên này. Y hệt đây các bác nhé. Còn nó là cái phiên bản sao chép tiếp tục. Vầng trăng này cũng giống hệt như cái đồng hồ vuông, nhưng vầng trăng này đắt hơn cả 1 triệu. Cũng chỉ vì cái vỏ bên ngoài mẫu mã. Một nước màng tàu ẩm cái thứ tất cả dùng chung hết như mới luôn. 2 triệu 3 chiếc này, bác nào có nhu cầu các bác alo cho em nhé. Máy dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại. Bảo hành 1 năm. Tất cả mọi chức năng đã test ok hết rồi. Chào các bạn.